A Di Đà Phật. Chúc các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc trong mùa xuân. Quan trọng là cái hạnh phúc trong cái Tết đoàn viên gia đình với nhau. Mời các bạn dùng trà sáng tiếp tục chương trình đến hẹn lại lên. Tiếp tục hôm nay chúng ta có một câu hỏi rất là hay. Bạn này có thể là chờ thầy có thể là nửa tháng rồi thầy chưa giảng cái chủ đề này, vì cận Tết nó có rất là nhiều việc phải làm. Cái bạn này tên là Kevin Trần, Mỹ Quốc. Bạn này là người Việt gốc Mỹ, là người thích đọc sách, nghiên cứu về vũ trụ nhân sinh. Vô tình thấy clip ngắn của thầy nói rất thú vị nên dừng lại nghe vài câu, thấy cũng hay hay, rồi xem thấy những lý giải về những cái clip của thầy cũng rất hay nên có trao đổi với thầy về vấn đề nhân sinh. Cái bạn Kevin Trần này là người rất thích đọc sách, nghiên cứu về kiếp sống nhân sinh. Vì câu hỏi của bạn ấy là vì sao nhân sinh thống khổ, làm sao giúp nhân sinh hết khổ. Vì sao nhân sinh thống khổ, làm sao giúp nhân sinh thống khổ. Và các bạn dùng ly trà. Chư Phật Thế Tôn ra đời cũng chỉ vì một việc lớn lao duy nhất, đó chính là vì việc sanh tử của chúng sanh nhân loại mà Ngài ra đời, giúp cho chúng sanh giải biết nỗi khổ niềm đau, chấm dứt phiền não nơi thân tâm trong cuộc sống đời thường của kiếp sống nhân sinh. Nhân sinh thống khổ là vì sao? Vì có thân nên có khổ. Đây chính là chân lý vi ước của cuộc sống thực tại. Xưa có người hỏi Khổng Lão Phu Tử rằng vì sao Ngài khổ? Khổng Lão Phu Tử cũng trả lời rằng vì ta có thân này nên ta có khổ. Nếu như ta không có thân này thì ta không có khổ. Chư Phật ra đời vì một việc lớn duy nhất, đó chính là giúp cho chúng sanh thấy được tánh Phật của chính mình, hiểu được chân lý của vũ trụ nhân sinh, biết rõ cái vô thường và hướng đến cái chân thường bất diệt, thấy rõ cái giả để hướng đến cái thật, nhận thức được cái khổ nơi thực tại và hướng đến cái an vui đích thực trong cuộc sống đời thường. Bởi vì trong cái khổ nó đã sẵn có cái vui, trong cái vô thường sanh diệt nó đã sẵn hàm chứa cái bất sanh bất diệt. Cái thực trạng khổ đau của thế nhân á, trong kiếp sống nhân sinh nó có cái 8 cái biểu hiện trước mắt chúng ta trong cuộc sống đời thực, đó chính là sanh, lão, bệnh, tử. Và trong những năm tháng mình sống á, nó có 8, nó còn 4 cái khổ và vô lượng cái khổ ở đời. Nhưng trong kinh Đức Phật chỉ tạm liệt kê ra 4 cái khổ mà thường trực nhất chúng ta thường gặp, đó chính là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ.
Ái biệt ly khổ có nghĩa là sao? Ái nó gồm có là ái biệt ly khổ gồm có sanh ly tử biệt. Sanh ly là khi mình yêu thương, khi mình sở hữu từ nhà cổ, con cái, vợ chồng, ông bà, cha mẹ, bè bạn, đồng nghiệp, tất cả những gì mà mình yêu thích trong cuộc sống này. Sống mà không được gần nhau, chia tay, người ở phương Nam, kẻ ở phương Bắc, thì sanh ra cái nạn gọi là ái biệt ly khổ, gọi là sanh ly. Còn tử biệt thì cũng là vợ chồng, con cái, người thân, vân vân. Khi mình có đủ đầy vật chất trong cuộc đời này mà được người thân yêu mình yêu mến, bỗng nhiên cha mình, mẹ mình, con cái mình, người thân mình chết đi thì mình rất là đau khổ, nên gọi là ái biệt ly khổ. Vì thế nên trong kinh Đức Phật nói rằng càng yêu nhiều càng khổ nhiều, là như vậy. Cầu bất đắc khổ, trong cuộc đời này á, ai cũng muốn cầu công thành danh toại, ai cũng mong muốn điều đó hết. Nhưng vì cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, không ai có thể tự nhiên mà bước, người ta trải thảm hồng cho mình bước đi cả. Thế nên người xưa có dạy rằng trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng, tất cả đều nơi sự nỗ lực của chính mình để hướng đến thành công. Từ tài, tài có nghĩa là tiền, có đầy đủ tiền bạc, danh văn lợi dưỡng trong cuộc đời đều bắt nguồn từ sự nỗ lực và tri thức của chính mình. Thế nên có những người không có làm gì cả, không tài, không đức, thiếu nghề nghiệp, thiếu công ăn việc làm, bao gồm cả người có đạo đức, có trí tuệ. Nếu xa cơ trong cuộc sống, cầu để mà được thành tựu cái ước muốn của chính mình nhưng không được, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, cầu không được, lúc này họ rất là đau khổ. Thế nên gọi là cầu không được mà khổ, còn gọi là cầu bất đắc khổ. Oán tán hội khổ, thấy kẻ mình ghét như gai đâm đông, như gai đâm vào trong con mắt. Thấy kẻ mình không thích thì mình rất là đau khổ, nên gọi là oán tán hội khổ. Ngũ ấm tức là thân ngũ uẩn tứ đại của chính mình. Thân ngũ uẩn này nó gồm có danh sắc. Danh là chỉ có cái tên, nên gọi là tâm. Sắc là cái mình có thể dùng mắt để thấy được, điển hình như sắc tướng của chính mình gọi là sắc, nên gọi là ngũ uẩn. Đau khổ về thân, đau khổ về tâm. Trong khi mình sống gọi là ngũ ấm, xí thịnh khổ. Đại khái đây chính là thực trạng của khổ đau trong kiếp sống nhân sinh. Đây là lẽ thật trong cuộc đời. Nhưng nguyên nhân vì sao đưa đến khổ đây? Mình có thân nên có khổ. Nhưng thân này từ đâu mà có? Trong kinh Đức Phật dạy rằng thân này do chiêu cảm bởi nghiệp báo mà đến đây. Vì thế nên có thân. Vì có thân nên có khổ. Nghiệp là gì? Nghiệp là những tác ý, tác ý, suy nghĩ, nói năng hành động. Nó trở thành thói quen, trở thành tập khí của mình trong cuộc sống thường nhật. Thế nên Đức Phật dạy rằng tác ý cấu thành nghiệp. Kinh dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau,
như chăn con vật kéo. Ngược lại, nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Từ suy nghĩ, nói năng, hành động của chính mình, từ thân, khẩu, ý, đó chính là nhân. Nó tạo thành thói quen trong kiếp sống nhân sinh. Lâu ngày dài tháng nó trở thành nghiệp của chính mình, tạo vô lượng việc ác, thì đọa trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tạo vô lượng việc thiện, chia ra thượng, trung, hạ, vừa thiện vừa ác, thì được nhân trở lại làm người trong kiếp sống nhân sinh. Vì thế nên mới có khổ và vui. Trong cõi người á, là có khổ và vui đi kèm với nhau. Thế nên thầy thường hay nói khổ vui là đôi bạn. Trong kiếp sống nhân sinh, vì có khổ và vui nên Đức Phật dạy rằng, muốn tu đạo chấm dứt khổ não, chấm dứt sanh tử luân hồi, phải bắt nguồn là con người, phải làm người. Đây chính là phước bậc hạ. Phước bậc trung á, thì được làm Atula ở cõi trời dục giới. Phước bậc thượng thì được làm trời ở cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, hoặc giả là sanh trong sáu tầng trời lục dục. Dạ ma đâu suốt, hóa lạc tha hóa tự tại. Sanh ở cõi trời á, người ta vẫn lấy vợ lấy chồng bình thường, sống cuộc sống chỉ toàn là phước báo, nên không nghe tiếng khổ. Thế nên rất khó tu tập. Sanh ở cõi Atula thì á, người nam thì xấu, người gái thì đẹp. Nhưng ở cõi Atula, người đàn ông ngoài cái việc hưởng phước ra, họ còn rất thích tranh đấu. Đây chính là lời dạy của chư Phật trong kinh. Thế nên làm thân người phải có sướng khổ vui buồn. Đây chính là thực trạng của kiếp sống nhân sinh. Nhưng làm sao để chấm dứt nỗi khổ niềm đau này, chấm dứt sanh tử luân hồi? Đức Phật dạy rằng phải đi trên con đường tám chánh đạo, còn gọi là con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo này gọi là con đường giới định tuệ, còn gọi là con đường trung đạo, vì ly hai thái cực, tham đắm dục lạc, khổ hạnh ép sát. Tham đắm dục lạc, dục lạc gồm có tài, sắc, danh, thực, thùy. Khổ hạnh ép sát có nghĩa là mình không tham đắm ngũ dục này, nhưng mà mình cực đoan hành hạ thân xác để tu hành, để sống cũng là sai. Thế nên Đức Phật nói biết đủ là hạnh phúc. Thế nên người tu hướng đến đời sống phạm hạnh, biết đủ trong ngũ dục thôi, hướng đến sửa đổi mình, hướng đến cách sống, cách tu tập, sống trong đời sống phạm hạnh, ăn mặc ở vô cầu, sống một đời vô sự tự tại, tùy duyên. Nên thân có khổ vì sanh lão bệnh tử, nhưng tâm không khổ vì bất động giữa dòng đời. Vì có trí tuệ thấu rõ được pháp thế gian vô thường, khổ vô ngã, và hướng tâm đến pháp siêu suốt thế gian, đó chính là sống đúng với tự tánh chân tâm của chính mình, sống đúng với Phật tánh của chính mình, hướng đến đời sống một cuộc đời không lỗi lầm, có đạo đức hoàn toàn tốt đẹp, hướng đến đời sống tu tập định lực để giữ cho tâm mình luôn thường hằng thanh tịnh đúng với tự tánh, trí tuệ luôn thường thấu tỏ biết thế nào là đúng sai, thật giả, tà chánh, chơn vọng một cách đúng như thật. Thà sống nghèo khổ thanh bằng, còn gọi là thanh bằng lạc đạo, để giữ đạo, chứ không bao giờ phan duyên để cầu tìm những thứ huyền ảo trong cuộc đời này,
đó chính là tài sắc danh thực thùy, để đánh mất giá trị đạo đức thanh tịnh tốt đẹp sẵn có nơi tự tâm mình. Sống một cuộc đời lỗi lạc quang minh, đỉnh thiên lập địa, nên họ hoàn toàn được tự tại tự do trong kiếp sống nhân sinh khổ đau này. Đạo đế chính là con đường để chấm dứt khổ não niềm đau, chấm dứt sanh tử luân hồi, viên thành Phật đạo trong tương lai và hiện tại. Đây chính là lời khẳng định của chư Phật. Thế nên muốn chấm dứt nỗi khổ niềm đau, chấm dứt nỗi khổ của nhân sinh, thì bạn Kevin, nếu như là bạn, thầy biết rằng ở Mỹ ít có người tu theo Phật Pháp, đa phần là người tín đồ Kitô giáo. Bạn ấy hy vọng rằng có một ngày sẽ đến gặp thầy tại Việt Nam, tâm sự uống trà, luận đạo. Được, thầy rất mong có ngày đó. Chùa của thầy là chùa Linh Sơn, xã Bầu Lâm, ấp Ha Ba B, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0373111914 là số thầy thường dùng. Zalo, Facebook, YouTube. Và đây chính là số mà các bạn thường liên lạc với thầy. Hy vọng một ngày nào đó thầy trò mình cũng gặp nhau tại đây để luận đạo, uống trà, bàn chuyện cổ kim, nói về nhân sinh. Chúc các bạn nghe Pháp có một ngày an vui và hạnh phúc, nghe thấu tỏ. Lý Tứ Diệu Đế là Đức Phật trình bày đây là bốn lẽ thật ở đời: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đau, đây chính là thực trạng của kiếp sống nhân sinh. Thầy nhắc lại có 8 cái khổ ở đời, đó chính là sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Nguyên nhân đưa đến khổ đó là do có thân. Thân này từ đâu mà có? Do chiêu cảm bởi nhân quả nghiệp báo mà chúng ta đến đây. Nếu như đời này chúng ta không sửa đổi từ suy nghĩ, nói năng hành động nơi thân, khẩu ý cho thanh tịnh, thì tiếp tục sau khi chết chúng ta sẽ tùy suy nghĩ nói năng hành động ác hoặc thiện mà đi tái sanh. Muốn chấm dứt khổ não, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, thì phải đi trên con đường nào? Đạo đế, đó chính là con đường bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây còn gọi là con đường giới, định, tuệ. Giới là đạo đức, định là sự thanh tịnh thuần khiết của nội tâm, tuệ là cái thấu tỏ pháp thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Tuệ là cái thấy rõ pháp chân thường bất diệt, không bị vô thường chi phối, không do duyên sanh vô ngã, không có nỗi khổ niềm đau. Cũng gọi là con đường trung đạo, vì ly hai thái cực, khổ hạnh ép sát và tham đắm dục lạc. Chỉ đi trên con đường này mới giúp nhân sinh chấm dứt nỗi khổ niềm đau, có được an vui và hạnh phúc bất tận ngay trong giây phút này, bây giờ và ở đây. Đây chính là câu trả lời cho bạn Kevin Nguyễn. Chúc cả bạn Kevin Nguyễn lấy đây làm tư liệu để mà nghiên cứu, tìm hiểu. Chúc bạn Kevin y theo cái con đường tám chánh đạo này mà tu hành có lợi ích theo lời chư Phật dạy. A Di Đà Phật. Chúc các bạn có ngày mới an lành và hạnh phúc. Mời các bạn dùng trà sáng. Bạn nào coi clip nếu mà chưa đăng ký, nhớ nhấn chuông bên phải đăng ký giúp kênh mình phát triển và nhận được những cái clip mới của thầy ra sau này. Nếu bạn nào đăng ký rồi thì thôi. A Di Đà Phật.